Được rồi, ok, hello mọi người nhé. Lại là Chiến đây. Thì cứ chủ nhật hàng tuần Chiến sẽ lại ra clip cho mọi người xem. Chúc mọi người một ngày cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ nha mọi người nhé. Thì hôm nay Chiến sẽ thực hiện được một cái clip theo yêu cầu của một số bạn ở trên kênh của Chiến trong cái video short hôm vừa rồi đấy. Thì hôm nay Chiến sẽ thực hiện là khám phá cấu tạo bên trong của hai cái dàn pháo hoa, dàn phun viên và dàn phun hoa của Bộ Quốc phòng nha mọi người nhé. À quên quên, cái này quan trọng này. Các bạn xem video của Chiến thì cho Chiến xin một like, một share, một sub để ủng hộ Chiến nhé. Bây giờ ok đi câu. Let's go. Ok, mọi người nhé. Thì trước mặt mọi người sợ đây là hai cái sản phẩm là dàn phun viên và dàn phun hoa của Quốc phòng. Họ nhìn đẹp chưa? Thế và Chiến sẽ làm theo cái yêu cầu của một bạn ấy, một số bạn là khám phá cấu tạo của hai cái dàn phun viên và dàn phun hoa xem như thế nào nhé. Bây giờ Chiến sẽ khám phá dàn phun viên này trước. Nào. Chiến cứ một tí đồ là mọi người nhìn đẹp không? Đẹp nhỉ. Đây là ngoài cháy chậm này. Bên trên là một lớp bạc trắng. Khá là đẹp. Chúng sẽ dùng cái kéo để cắt nó ra. Ở Việt Nam mình họ đóng chắc chắn thật thì cũng là sao. Thật bên trong nó có những cái món gì khả năng để clip lại nó sẽ hơi dài một chút mà mọi người tập trung xem nhá, nó sẽ hơi dài đấy. Nhiều keo đấy nhỉ. Nỗ như nhít nỗ luôn như cái tổ ong luôn. Được rồi. Mọi người nhìn nhá. Giấy này. Đấy, chặt chưa? Rồi. Cái đây là cái dàn phun viên sau khi chúng ta đã bóc cái vỏ nó ra sau cho nó sẽ như thế này. Nó có tổng cộng là 25 ống cho mọi người nhá. Cái ống này nó được nối với nhau những cái bệnh nối với những cái dây cháy chậm. Ở chỗ này nó không có cái dây gì đó nó phát được dây khả năng là dây cháy nhanh. Rồi nhìn đẹp chưa? Để Chiến quay sát cho mọi người xem nhé. Nó có tổng cộng là 25 ống mọi người. Đút sâu lắm, đút mãi không tới cái lỗ luôn. Đây là dây cháy, đây là ngoài cháy chậm này. Bây giờ sẽ tự tách một quả ra đây, phá tung cái một cái cửa tách một ống phá là xem bên trong nó như thế nào này. Tách một ống là thôi nhé, tách thử một ống thôi để xem nó như thế nào đã. Tách thử ống xem nào, có 25 ống mà mình tách ra một ống là còn 24 ống, đóng chắc lắm mọi người ạ. Nước Việt Nam mình làm pháo đóng chắc lắm, đóng chắc lịch luôn. Cảm giác như là họ đổ một đống keo vào đây sao ấy, mình không thể nào mình tách được nó ra. Đóng chắc quá. Ui, ra rồi. Được rồi, ra rồi. Thì nó cũng có cái dây cháy chậm này, nó nối từ ống này sang ống kia. Xin đoán là như vậy mọi người nhìn nhé. Này. Rồi. Chân sẽ phá tung một cái ống này ra xem bên trong nó như thế nào cho mọi người nhé. Đây mọi người nhé. Đây là một cái ống của nó. Chân sẽ bẻ đôi ra, xem bẻ được không. Cứng lắm mọi người ạ. Xin phép mọi người là họ đóng chặt quá cho nên là Chiến phải tách nó ra đã. Trời ạ.
xin phép mọi người là họ đóng chắc quá, chuyện bóc mãi mà mới tới cái phần bịt cái lòng pháo bên trên thôi. Bây giờ chiến sẽ bóc tiếp để cho nó ra hết cho mọi người xem nhé. Đùa mọi người, bóc mãi thì cũng đến cái phần bịt cái lòng pháo. Bây giờ chiến sẽ thử là khám phá xem bên trong dưới cái bịt cái lòng pháo này sẽ có cái gì mọi người nhé. Ui rồi mọi người, ở dưới cái lòng pháo này là những cái, theo chiến nghĩ là những cái hạt sờ ta mà khi nó bắn lên nó sẽ tạo ra một sen sen độ đỏ vàng vàng ấy. Giờ chiến sẽ thử đổ ra xem có nhiều không nhá mọi người nhé. Chiến vừa lấy được một cái cốc thủy tinh, chiến thử đổ ra xem có nhiều không, cái hạt cái tròn tròn này sẽ có nhiều không mọi người nhé. Mọi người nhìn này, là tròn tròn này này. Ô, chỉ có thế thôi à? À, mọi người ạ, cái thì vị trí gọi là dàn phun viên, cho nên là cái dàn pháo hoa này ấy, nó chỉ phun ra viên thôi. À, thằng tròn này, hạt mà nó tạo ra màu xanh xanh đỏ đỏ ấy. Đây cả một dàn pháo to như thế này, cái ống pháo đó là ống cục tạo cũng chỉ có thế. Thực tế ra thì nó cũng pháo của Việt Nam thì như thế này là sản xuất ra cho mọi người dân dùng đã là hay lắm rồi. Cấu tạo nó cũng có một cái dây cháy chậm như thế này. Rồi, đây là hạt sờ ta này. Bây giờ chiến sẽ tiếp tục khám phá cho mọi người tiếp cái dàn phun hoa như thế nào nhé mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái dây ngoài cháy chậm để kết nối với dàn pháo đầu tiên ấy, thì nó là như thế này. Còn cái dây màu, anh nhìn thấy màu sắc không, cái màu đỏ, cái màu hồng nhé, cái dây màu hồng nó cháy rất là nhanh luôn, nó để kết nối cái ống này với ống khác mọi người ạ. Thế này, nó để kết nối ống này với ống khác này. Rồi, chúng sẽ khám phá cho mọi người xem cái dàn phun hoa như thế nào nhé. Rồi, mọi người nhé, trước mặt mọi người đấy, đây là cái dàn phun hoa. Thì cái dàn phun hoa này nó có hai loại, cũng như cái dàn phun viên. Cái dàn phun viên vừa rồi trên quay là nó có loại một loại màu giấy sinh nhật và một loại giấy màu vàng. Thì cái loại dàn phun hoa này cũng thế, nó có một cái loại giấy màu sinh nhật này và một loại giấy màu vàng, và một loại giấy màu xanh. Dàn phun hoa là giấy màu xanh và giấy màu sinh nhật. Đây, cái loại này tôi chiến là loại giấy sinh nhật. Chiến là tự bóc ra xem xong đây nó có những cái gì cho mọi người xem nhé, để mọi người sẽ đỡ phải tò mò. Có clip này nó hơi lâu một chút mà mọi người quý vị các bạn cùng đón xem. Đây mọi người có thể thấy đây là cái ngoài cháy chậm của nó này, ngoài cháy chậm để dẫn vào cái dàn phun hoa đây này. Đây, sẽ bóc vào ra. Clip này hơi lâu nhé, mong mọi người quý vị các bạn cùng đón xem nhé, tập trung đón xem nhé. Chiến nhiều và chiến có nhiều động lực chiến ra clip trở thành cho mọi người xem. Cất này sang một bên đã mọi người nhé. Bây giờ chiến sẽ tự tách một ống ở trong cái dàn phun hoa ra xem như thế nào cho mọi người nhé. Chiến đã bóc cái lớp giấy bạc cho mọi người xem. Đây, đẹp chưa, nhìn có đẹp không? Dưới lớp giấy bạc ấy, bên lớp giấy bạc còn một lớp phủ thôi. Trong cái dàn phun hoa nó có tổng cộng là 25 ống mọi người nhé. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, kín luôn, nhít nỗ như cái tổ ong luôn. 5 5 2 5, 25 ống. Bây giờ chúng sẽ tách một ống ra xem bên trong, chúng sẽ phá tung một ống ra xem bên trong nó có những cái gì. Pháo Việt Nam mình làm họ đóng chắc lắm mọi người ạ, nó ghi như cái dàn phun viên nên cái dàn phun hoa là nó đóng chắc lắm. Chiến tách tóc và tay ra vẫn chưa ra được đây này mọi người, thương chiến nhá. Trời ơi, đóng chắc quá. Ôi, ra được rồi, ra được rồi. Đây thì nó cũng y như cái dàn phun viên kia, là nó cũng có một cái, mọi người nhìn này, nó có một cái ngoài cháy chậm đây. Đây là ngoài đầu nhá mọi người nhìn này, đây là ngoài màu đỏ này, đây là ngoài màu hồng này. Ngoài màu hồng nó cháy rất là nhanh luôn, đây là dẫn từ quả này sang quả khác để dẫn lên hết cái dàn pháo này đấy. Rồi bây giờ chúng sẽ tách phá tung quả này ra nhé.
người nhìn ấy, đút một ngón tay của chén đút vào lỗ, nhưng mà ngón tay chén to quá, mẹ cả nó, cái lỗ này nó sâu quá, nó phải đến khoảng 15, 10, hơn 15 cm đấy. Rồi. Mọi người ạ, cái dàn phun hoa này ở Việt Nam của mình họ đóng chắc quá, chén bóc mãi mà vẫn chưa xong được. Mọi người ạ, sau một thời gian thì hộp thật sự là chén bóc đau tay, là bóc đau tay lắm, thì cuối cùng nó đã bóc đến cái phần bịt là cái lòng của cái ống pháo rồi. Giờ chén sẽ dỡ ra cho mọi người xem nhé. Đây thì sau cái bịt, cái bịt lòng của ống pháo ấy, chúng ta sẽ thấy là có một cái chén sắt, được tách cái này ra xem bên trong nó như thế nào. Chặt thế, chặt lắm mọi người ạ. Khả năng là chị sẽ phải tách tiếp này ra xem cái bên dưới nó có những cái gì nữa đã. Trời ạ, mọi người nhá, chân bóc đau tay luôn, thì mãi mới cũng ra được gần gần hết rồi. Thì ở đây nó có một cái quả pháo con trong cái ống này, giờ chị sẽ giật cái quả pháo con ra xem bên trong nó như thế nào nha mọi người nhá. Ui ôi, chặt chặt thế. À đây, à đây mọi người ạ, ở trong cái ống pháo này nó có một cái quả pháo con như thế này. Theo cái chiến nghĩ ấy, thì cái quả pháo này này là cái quả pháo nó bắn lên trên trời, xong nó phát ra hoa ở trên trời ấy, mọi người ạ. Cái cục con này này, còn cái ống này là cái ống này là cái bệ của nó, còn cái quả nó bắn lên trời đó là cái cục con này này mọi người nhé. Thì ở bên dưới của cái quả pháo này nó có một cái những cái hạt là đây, theo chiến nghĩa đây là thuốc phóng mọi người ạ. Đây là cái thuốc phóng để đẩy cái quả pháo con này bay lên trên trời, nó phát ra cái chùm hoa trên trời ấy. Đấy, những cái hạt con này là thuốc phóng mọi người ạ. Kinh. Và bên này nó có một cái lớp giấy trắng trắng ở đây, chị sẽ bóc hết cái giấy trắng là xem bên trong nó có những cái gì nhá. Nhưng hình như nó là cái dây chạy chậm hay sao ấy. Wow 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 mọi người ạ, chị nói thật cho mọi người biết là cái trong đây này nó có rất là nhiều hạt sở ta luôn. Bây giờ chị sẽ thử đổ hết cái ống này ra xem bên trong nó như thế nào. Mọi người ạ, sau khi mà chiến đã bóc ra trong cái quả pháo con này thì chiến thấy là nó rất là nhiều những cái hạt sò ta như này luôn mọi người nhé, cực kỳ nhiều luôn mọi người nhìn này. Nó y như cái hạt sò ta của cái dàn phun hoa ấy, mọi người nhé, có những cái thuốc lấp lánh ở trong đây này. Việt Nam mình làm pháo cũng rất là đẹp thật mọi người ạ. Tôi là người Việt Nam, tôi yêu người Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam mình. Đó là Việt Nam mình làm pháo đẹp đấy. Việt Nam mình làm cái gì cũng đẹp mọi người. Được rồi, ok mọi người nhé. Vừa rồi là Chiến vừa mới thực hiện cái clip là khám phá cấu tạo của hai dàn pháo là dàn phun hoa và dàn phun viên cho mọi người xem. Mọi người cái ý kiến gì thì mọi người phản hồi và bình luận ở bên phía dưới video cho Chiến xem nhé mọi người nhé. Giờ Chiến xin tạm biệt mọi người nhé. Mọi người thấy sao về video này? Hãy để lại ý kiến phía dưới để Chiến biết nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Chiến nha. Bye bye.